xây ba người bên cạnh. Ok, những người bạn rất là tuyệt vời của tôi. Yếu quá, không năng lượng gì hết. Chào ta ra. Bỏ phai bằng những người bạn của mình. Bạn là những người bạn tuyệt vời của tôi. Ok, rất là tuyệt vời. Ok, rất là tuyệt vời. Cho mình một cái tập của bạn Thiên Hải. Tất cả chúng ta đều có cái tập rồi. Bảo đảm tên của chúng ta có rồi. Bây giờ mình review lại cái hợp đồng thành công này. Tôi Thiên Hải cam kết nhận được lợi ích và hiệu quả mạnh mẽ nhất từ lớp học làm chủ và sử dụng doanh nghiệp này. Các bạn có cam kết không các bạn ơi? Có. Làm gì cũng phải cam. Cam kết. Ok chưa? Các bạn phải cam kết đến 2 ngày của lớp học này. Các bạn phải nhận được cái lợi ích gì đó. Các bạn phải cam kết đúng không ạ? Có. Đúng rồi, làm gì cũng phải. Cam kết. Giang ta ra. Tôi cam kết nhận được lợi ích từ lớp học này. Chưa? Chúng ta đã bỏ 2 ngày thì chúng ta phải cam. Cam kết rất nhiều điều để chúng ta học trong lớp này. Các bạn có sẵn sàng như vậy không ạ? Sẵn sàng. Các bạn có thể học từ chia sẻ của mình. Và nếu mà mình chia sẻ có tệ quá thì các bạn học từ người bên cạnh của mình, có không? Có. 70 người này mà không có cái điều gì cho các bạn học à? Nếu mà bạn tới 2 ngày này mà 70 người này mà không có cái gì cho bạn học thì mình nghĩ các bạn lên trời ở được rồi đó. Ok bạn ơi. Ok. Bởi vì thế gian này không còn cái gì để cho bạn học rồi. Ok chưa? Đó là 2 ngày chúng ta dành đến lúc này, chúng ta phải có rất là nhiều điều bớt để chúng ta gì ạ? Học. Các bạn có sẵn sàng như vậy không? Sẵn sàng. Giang ra, mở vai và ngược cảnh, tôi cam kết nhận được lỡ từ lúc này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Do đó, trong 2 ngày liên tục, từ 9 giờ sáng đến 21 giờ tối, tôi đồng ý với các nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, tôi cam kết học luôn luôn vui và năng lượng 100%. Các bạn có cam kết đúng không ạ? Cam kết. Học là phải vui và đấy. Năng lượng. Cái năng lượng là cái điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống. Cái độ tuổi chúng ta còn trẻ nè, năng lượng nhiều không? Nhiều. Rất là tràn đầy. Luôn tràn đầy năng lượng mỗi ngày. Bạn có cái khát khao gì, bạn có mục tiêu gì to lớn mà bạn hết năng lượng thì bạn có làm được không? Không. Bây giờ mình nằm bệnh lăn ở mình bệnh viện thì làm sao mà làm được cái gì? Có các bạn. À. Là cái tuổi trẻ này là cái độ tuổi mà chúng ta còn làm được rất là nhiều điều. Sức khỏe chúng ta nó còn tốt. Các bạn thấy điều này tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời. Thì hãy làm đi. Tuổi trẻ là phải khát khao nhiều, ok chưa? Okay. Tuổi trẻ mà cứ sợ té. Trẻ là phải té. Bởi vì những cái cú té nó làm cho cuộc đời chúng ta thấy ý nghĩa, ok không? Ok. Cha người ta thừa té thì đúng rồi. Mình trẻ mà sợ té vô đi. Ok chưa? Toàn thời đuổi giờ toàn là mấy anh trẻ đúng rồi, nó sợ không ạ? Mấy anh già thì liều bạn có không? Rất là kỳ lạ. Ok chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta như thế nào? Cứ lao ra làm, tuổi trẻ càng phải khát khao nhiều hơn. Ok bạn ơi? Ok. Dạ ta ra. Chúng tôi rất là năng lượng. Dạ ta ra, chúng tôi sẵn sàng là chủ doanh nghiệp. Chúng tôi sẵn sàng là chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời, tôi hiểu rằng học vui là cho tôi hứng thú hơn, năng lượng cao hơn, chứ tôi nhận được nhiều hơn. Các bạn có sẵn sàng như vậy không ạ? Sẵn sàng. Vậy là 2 ngày liên tục là chúng ta phải liên tục vui. Vui năng lượng. Giờ tài cao lên. Xoay quanh người ta, học luôn luôn vui. Học luôn luôn vui. Rất là tuyệt vời. 2 ngày hôm nay mà các bạn mà đang ngồi học mà thấy ông nào mà ông không vui á, các bạn giơ tay lên chúng mình. Giơ tay cao lên. Các bạn biến thành 2 cái ngón này. Các bạn chọc cái này cái. Ok, thử này, giơ chúng ta như thế nào. Tôi cam kết hành động luôn. 100%. Các bạn có cam kết hành động 100% à? 100% với 20% nó khác nhau không? Khác. Có nhiều thằng nó học về nó không làm gì hết. Nghĩa là cuộc đời nó có gì hết. Có nhiều thằng nó học về nó hành động có 20% mà có không? Có. Kết quả nó chút chút thôi. Có nhiều người họ học về họ hành động đến 100%. Thì các bạn họ rất là tuyệt vời. Có các bạn ơi. Có. Ok, 100% với 99% giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Đúng rồi, 100% dưới 99% là giống nhau hay khác nhau? Khác nhau. Nó khác nhau mấy trăm? Một phần trăm thôi, mà nó khác biệt không? Khác biệt. 100% mình luôn gọi là sung sướng. Ok chưa? Sung sướng. Ok chưa? Còn 99% mình gọi là đau khổ. Ok chưa? Các bạn thấy những cái đội bóng nó vô địch nó sung sướng không? Sung sướng các bạn. Sung sướng. Mà sung sướng các bạn thấy mấy thằng này về nghề gì, đội bóng gì là thằng nào nó cũng khóc không? Có. Có các bạn. Có. Nó lệch nhau có bao nhiêu trăm? Một trăm phần trăm là sung.
sung sướng còn 99% là đâu? Giờ tài ca làm, giờ tài ca làm xây qua ngậm cảnh luôn hay là 100%? Mình hay nói như vậy nè, khi mà các bạn đi tán gái các bạn nhớ, một cô gái á có nhiều, có 10 anh tán, mình ví dụ đi, một cô gái có 10 anh tán, ok không? Nhưng mà chỉ có một anh được à, có không? Có không? Có. Đúng các bạn, thằng nào thằng lỗ nhất? Thằng về gì có? Có các bạn. Có. Thằng đó nó hành động 30%, 99%, thằng quỷ đó là thằng lỗ nhất. Có các bạn ơi. Ok, dê ta ra, vỗ vai vào người bên cạnh, đừng bao giờ trở thành thằng về gì đó. Cái thằng đó là cái thằng lỗ nhất. Ok, chúng ta không hành động thôi, hành động là phải, hành động đúng. 100%. Giờ tôi cao lên, tôi cao lên, xây qua người cạnh, hành động 100%. Làm bất kỳ cái nghề gì trên đời này chúng ta cũng hành động 100%. Nếu mà lỡ mà chúng ta trở thành người quét rác thì chúng ta phải trở thành người quét rác 100%. Quét rác đẹp đến nỗi mà cái con đường nó sạch đến nỗi mà nhiều người đi qua phải trầm trồ, trời ơi thằng nào nó quét rác kinh khủng vậy ta. Ok các bạn ơi, phải làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chúng ta là một người quét rác vô địch. Ok bạn ơi. Ok. Đã, nếu mà lỡ làm nghề chạy sơn thì phải chạy sơn với mọi người. Đúng rồi. Phải chạy sơn làm sao mà phục vụ người ta tuyệt vời. Chứ đừng có chạy sơn rồi vừa ngồi trước vừa gặm ràm. Mẹ cuộc đời mình chạy sơn sao nó khổ thế. Ok, mà mình phải yêu cái nghề sơn của mình. Ok bạn ơi. Ok. Thỉnh thoảng mình hay đi taxi Uber Grab và có những con người họ chạy và họ phục vụ mình rất là tuyệt vời. Có các bạn ơi? Có. Và những con người đó mình thấy ok, bạn rất là tuyệt vời. Các bạn nhận ra điều này chưa? Đã làm nhân viên sale thì chúng ta phải nhân viên sale 100%. Cũng mang tiếng nhân viên sale giống như các cái thằng sale khác, mà tại sao ta dở hơn nó? Tức không? Tức không các bạn? Đã mang tiếng nhân viên sale thì phải sale giỏi 100%. Phải là sale giỏi nhất Sài Gòn này. Ok không? Okay. Ok bạn ơi. Ok. Giang ta ra, giang ta ra. Vỗ vai Nguyễn Anh, hành động 100%. Hành động 100%. Luôn quyết tâm vậy. Vậy trong hai lớp này, trong hai ngày chúng ta cũng phải hành động 100%. Chúng ta học liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. 9 giờ tối trong 2 ngày đến liên tục. Phải luôn luôn 100%. Giang ta ra, giang cho ta ra. Luôn 100%. Luôn 100%. Các bạn thấy chưa? Hồi kia các bạn thấy xem cái đoạn quảng cáo của Vinamilk không? Nó cho mấy con bò lên cứ xuất hiện khô. 100%, 100%. Nó nổi mà mấy ông đi ra quán bia còn hay rồi. Vô một cái ba, vô 100%, chúng ta là những con bò. Ok bạn. Chịu không nổi mấy cái tay đó luôn. Ok bạn. Yeah. Quá thú vị, quá thú vị. Quá thú vị, ok chưa? Quá thú vị. Tôi cam kết làm việc và học tập theo đội nhóm, các bạn có sẵn sàng như vậy không ạ? Sẵn sàng. Mỗi lúc mình yêu cầu thảo luận thì các bạn phải thảo luận với đội nhóm. Ok không? Ok. Đừng cứ ngồi im một mình. Có những người bạn nào mà xui á, ngồi trong cái thằng ấy nói. Ok chưa? Thì bạn đừng có nói. Tại vì nó ít nói, bởi vì bạn nói nhiều quá nó ghét, nó nhường cho bạn nói thôi. Ok chưa? Gặp cái thằng nào mà ít nói là các bạn có hỏi nó. Đừng có nói. Hỏi nó những câu ngớ ngẩn nó bực mình. Sáng nay mẹ ăn sáng chưa? Giờ này 10 giờ sáng nó bảo ăn cái là nó bực mình rồi đó. Nhưng mà nó vẫn còn im, các bạn hỏi tiếp theo câu thôi. Ăn sáng chưa mà sao nói, là nó bực mình nó nói đó đi. Cái giờ này mình sao chưa ăn sáng? Bắt đầu nó nói đó. Ok không? Ok chưa bạn ơi? Ok chưa? Ngồi gần cái thằng ít nói mà mình còn già nói nữa. Ok bạn? Nó là 2 ngày liên tục chúng ta phải thảo luận, các bạn có sẵn sàng bài không? Sẵn sàng. Thảo luận với người A, thảo luận với người B, mình kêu đứng dậy thao đổi chỗ là bạn phải đi tìm người mới đang đổi chỗ liền. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Giang ta ra, giang ta ra. Thảo luận để học được nhiều hơn. Rất là tuyệt vời. Vì như vậy tôi học được nhiều hơn từ bạn bè và cái nói thành công nhiều hơn. Các bạn có sẵn sàng bài không ạ? Sẵn sàng. Tôi cam kết đúng giờ. Tôi hiểu được việc đến muộn ảnh hưởng đến học tập của tôi và của cả lớp. Các bạn có cam kết đúng giờ không ạ? Cam kết. Tuyệt vời. Tôi cam kết không để chuông điện thoại và nghe điện thoại trong suốt giờ. Các bạn có sẵn sàng như vậy không ạ? Sẵn sàng. Rất là tuyệt vời. Tôi cam kết chịu trách nhiệm về kết quả học tập của tôi và đòi hỏi những gì tôi chưa hiểu. Các bạn có cam kết không ạ? Cam kết. Đúng rồi. Đã lỡ đến lớp học này 2 ngày rồi thì phải học. Ok, và chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình. Các bạn có sẵn sàng không? Sẵn sàng. Mình chứ đừng có trở thành mình là thằng người đổ thừa nhé. Mình hồi kia mình cũng là trầm đổ thừa. Ok bạn ơi. Ok không? Ok. Các bạn
bạn có sẵn sàng để mình kể cái câu chuyện của mình trước tay không? Sẵn sàng. Trước tay á, mà mỗi gì mình mỗi lần mình làm cái gì cũng được là mình đi đổ thừa. Ok bạn ơi, bởi vì cái chuyện đổ thừa nó dễ hơn là cái việc nhận mình dở. Ok bạn ơi, okay. Làm cái gì không được thì đi đổ thừa, nó sướng quá. Ok bạn, okay. Nên là hồi kia mình làm không được là mình đi đổ thừa hết. Cái gì mình cũng đi đổ thừa. Các bạn biết trong danh sách đổ thừa của mình á, các bạn biết không, là không thiếu mặt của thằng nào đó. Thằng nào mà quen với mình là thằng đó bị đổ thừa hết. Ok không? Mình nói cái bạn Thiên Hải là bạn hơn á, hồi bây giờ bạn mới biết mình á. Chứ hồi đó mà bạn biết mình là bạn có mặt trong danh sách đổ thừa của mình rồi đó. Ok bạn ơi, ok chưa? Ok. Các bạn rất là hên, giờ này bạn mới biết mình. Chứ thôi là các bạn có trong danh sách đó hết rồi. Ok không ạ? Đến mới mà mình đổ thừa hoài, mình vẫn không thành công, mình về mình tìm hiểu cái nguyên nhân. Cái con chó nhà mình cũng ghi vào trong cái danh sách đó luôn. Ok chưa? Và có đầy đủ mặt hết rồi mà mình vẫn không thành công được, mình ghi tên là ông trời vô đó luôn. Ok bạn ơi, có cả tên là ông trời luôn mà rừng rút cùng mình cũng không thành công. Mình mới tìm hiểu đi tìm lại cái nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào ta. Ok, và chừng cuối cùng một ngày bắt đầu mình mới phát hiện ra cái danh sách đó thú vị. Nó có mặt đầy đủ hết nhưng mà nó có thiếu duy nhất tên của một thằng thôi. Ok bạn ơi, ok không? Nó thiếu tên duy nhất của cái thằng quan trọng nhất. Ok bạn ơi, ok. Là tên của thằng Nguyễn Thái Duy. Ok bạn, ok bạn ơi, ok. Và bắt đầu từ lúc mà mình điền cái tên Nguyễn Thái Duy vô thì mình bắt đầu mình mới phát hiện ra một điều. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? Sẵn sàng. Bất kỳ việc gì trên đời này xảy đến với bạn đều có phần đóng góp của bạn, có không ạ? Có mà có. Không những đóng góp mà bạn còn đóng góp nhiệt tình trong đó nữa. Có không? Có các bạn ơi, có. Ok, vậy chúng ta đi đổ thừa nghĩa là chúng ta đang phủ nhận trách nhiệm của mình, có. Có. Có các bạn? Có. Vậy trong 2 ngày này học không hiểu có phần đóng góp của bạn không? Có. Có không? Có. Không những có mà còn đóng góp nhiệt tình nữa. Ok bạn. Vậy 2 ngày này nếu có gì không hiểu thì chúng ta phải hỏi. Các bạn có đồng ý điều nào? Đồng ý. Đồng ý các bạn? Đồng ý. Cái gì không hiểu thì hỏi, không hỏi mình thì hỏi người bên. Bên cạnh rất nhiều người để chúng ta hỏi. Ok không? Ok. Hỏi thì không hỏi, mà học về thì nói không hiểu. Vậy mấy ông muốn gì? Ok bạn ơi. Ok. Giang tay ta ra. Không hiểu thì hỏi tôi. Ok bạn. Okay. Những cái thằng đổ thừa nó mắc cười lắm. Các bạn chúng ta điều này chứ cái gì nó cũng đổ thừa được đó. Ok bạn ơi. Rồi nó trơ quá kìa. Vậy các bạn có sẵn sàng đi tiếp chưa? Sẵn sàng. Giơ thẳng tay cao lên, xoay qua người bên cạnh, chúng tôi sẵn sàng đi tiếp. Trước khi sẵn sàng đi tiếp, ok chưa? Mình kể các bạn nghe một cái câu chuyện này. Các bạn có sẵn sàng nghe mình kể chuyện không? Sẵn sàng. Ngày xưa. Xưa ơi là xưa. Ok chưa? Ở một cái làng nọ có một cái anh chàng, ảnh rất là thông minh. Anh chàng đi rất là thông minh. Ảnh thông minh đến nỗi mà ai hỏi cái câu gì ảnh cũng trả lời được đó. Ai nói cái gì ảnh cũng trả lời được, không ai làm cho ảnh biết đó. Và mọi người cả làng đó đặt ảnh tên là Mr. Thông Minh, tại vì ảnh thông minh quá. Và ảnh luôn thách thức mọi người, ai đó làm cho ảnh bí đi, nhưng mà không có ai làm cho ảnh bí được. Một ngày kia có một người nói rằng ở trên cái ngọn núi kia này có một cái ông già, ông rất là thông thái. Và anh lên trên cái ngọn núi đó, anh sẽ gặp cái ông già đó, ông sẽ hỏi anh những cái câu và nó làm cho anh bí đi. Ok chưa? Và thế là anh mới rời ra khỏi cái làng đó, khăn gói lên trên ngọn núi đó. Anh đi mất hết mấy ngày. Ok chưa? Mấy ngày anh mới leo lên đến một cái ngọn núi đó, ngọn núi rất cao trên đó. Và anh thấy một cái ngôi nhà trên đó, anh gặp một ông già. Ok, rất là tuyệt vời. Cái ông già đó người ta đặt tên là ông già thông thái. Bởi vì ông sẽ hỏi bạn những cái câu mà bạn không thể trả lời được. Ok bạn ơi. Ok. Và anh lên và anh gặp ông già. Và thế là vào nhà với ông già, và ông già mời nước cho anh uống. Ông già rót trà cho anh uống. Anh già kêu ông cầm ly trà, và ông già rót trà cho anh uống. Ông già ông rót trà vào ly nước, ông rót một hồi thì cái ly nước đó nó đầy. Mà ổng vẫn không dừng, ổng lại tiếp tục gì? Rót nữa thì ly nước nó như thế nào? Nó đầy rồi nó tràn ra khắp nơi hết. Anh ta đi anh nói dừng lại mà ổng lại không chịu gì. Không chịu dừng thì nước nó như thế nào? Nó tràn nữa. Anh ta đi anh rất là thất vọng. Mà để ly nước xuống đi cơm. Cơm không phải. Trời ơi tôi mất rất là nhiều thời gian tôi lên đây. Tôi gặp ông mà ông rót nước ông rót còn hảo xong. Ok
nghe chưa? Lúc này bắt đầu ông già ông mới nói rằng sáng giờ ta nói con nhiều lắm à, nhưng mà con đâu có tiếp thu được đâu. Cái đầu con nó đầy rồi, cái bộ não con nó đầy rồi, nó đầy giống như cái ly trà vậy. Ok, nó là nó cái gì bây giờ, nó chỉ gì à? Nó tràn, nó quấy ra rất là nhiều nữa. Ok các bạn ơi, ok, khi các bạn đến cái lớp này bèo bèo lắm, các bạn cũng có 20 năm kinh nghiệm đi học rồi, có mà có. Bạn Thiên Hải năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi. Ông này có kinh nghiệm 20 mấy năm đi học rồi. Có các bạn ơi. Đó. Có mà. Đó. Chúng ta học nhiều chưa? Nhiều. Nhiều lắm, các bạn học nhiều lắm rồi mà bây giờ các bạn còn sách vở đi học nữa là mình hiểu rồi. Ok bạn ơi. Ok chưa? Ok. Một lời mình đề nghị là những cái gì mà bạn đã học ngoài kia thì đến lớp này là bạn để nó ở nhà. Đừng có để nó ở ngoài, người ta làm mắt. Ok bạn. Để nó ở nhà. Các bạn có sẵn sàng để nó ở nhà không? Sẵn sàng. Đừng có mang đến cái lớp này. Nếu cái kiến thức cái 2 ngày này á mà mình chia sẻ có cái gì mà bạn nghe rồi á, ok chưa? Thì bạn đừng có nói mà tôi biết rồi. Ok chưa? Bạn mà nói tôi biết rồi thì mọi người chết lắm. Ok, mọi người không muốn nói chuyện với bạn. Ví dụ mình nói chuyện với bạn Thiên Hải, mà nói bạn Thiên Hải ơi, biết cái con nhỏ kia chưa? Bạn Hải nói biết rồi. Biết rồi, chán rồi, nhưng không muốn nói chuyện gì hại nữa. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Ok chưa? Okay. Nhưng mà người không ngoan, nếu hại không ngoan nó nói con bé kia hả? Có cái gì hay không? Bạn kể mình nghe đi. Ok các bạn ơi. Ok chưa? Ok. Thì mình sẽ như thế nào? Okay. Mình sẽ kể rất là hứng thú. Có các bạn ơi. Có. Nếu mà trong 2 ngày này bạn có nghe kiến thức nào mà bạn đã nghe rồi thì bạn hãy nói, ồ, cái điều này nó có cái điều gì thú vị không? Bạn nói cho mình nghe đi. Ok. Okay. Ok bạn ơi, okay. Lập tức người ta sẽ kể cái câu chuyện theo một cái trải nghiệm của người ta, nó rất là tuyệt vời. Các bạn có sẵn sàng vậy không? Sẵn sàng. Mình sẽ học được rất là nhiều điều từ cái đó, các bạn có sẵn sàng vậy không? Sẵn sàng. Còn nếu mà có cái gì chúng ta chưa nghe được thì chúng ta cứ nói lại, các bạn có sẵn sàng vậy không ạ? Sẵn sàng. Thì bây giờ các bạn tay trái của bạn cầm lên giống như một cái ly trà. Giống như một ly trà, mà hình dung cái ly trà chúng ta nó đang vậy? Đang. Nó đang đầy. Thì bây giờ chúng ta phải gì? Bỏ đi, không uống. Uống nó đầy bụng. Bây giờ chúng ta như thế nào? Đổ đi, đổ cho nó trống đi. Trống chưa? Trống rồi. Khô chưa? Lắc đi. Lắc đi cho nó khô. Khô chưa? Khô rồi. Rất là tuyệt vời. Các bạn bắt đầu vào lớp học chưa? Bắt đầu. Cảm ơn các bạn. Xây quay về bên cạnh điều này quá là tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Trước khi vào học thì mình chia sẻ các bạn cái quyển tập các bạn đang cầm trên tay đúng không? Vừa rồi bạn nào vào sớm đã ký hợp đồng thành công rồi, đã có người làm chứng rồi, có mà. Tiếp theo của phần tập nó sẽ không có một cái chữ gì nữa mà nó chỉ là tờ giấy trắng. Những cái ô này là gì ạ? Những cái gì mình ghi trên bảng thì các bạn ghi vào cái ô này, ok chưa? Những cái gì mà mình giải thích thì các bạn ghi ra đây, bạn bè chia sẻ bạn ghi ra đây, các bạn có đồng ý được không ạ? Và những cái gì mà bạn thấy ô cái này mình về mình làm được liền này thì mình ghi, mình lật ngược ở phía đằng sau và mình ghi bài học 1, bài học 2, bài học 3, mình ghi ngược lại. Các bạn có đồng ý ra điều nào không ạ? Khi về chúng ta sử dụng quyển tập là chúng ta lật ngược ra đằng sau, cái 1, cái 2, cái 3 là chúng ta dùng gì, còn cái đằng trước là chúng ta ghi tràn lan giang đại hải. Ok không? Ok. Sẵn sàng như vậy chưa? Sẵn sàng. Vì sao quyển tập mình không ghi gì trước? Bởi vì trong 2 ngày này, đó là những cái câu chuyện, đó là những cái kinh nghiệm của mình. Các bạn có đồng ý điều này không ạ? Đồng ý. Và các bạn nghiệm ra điều gì thì bạn nói nó vô. Và trong 2 ngày này, 70 quyển tập này là 70 quyển tập hoàn toàn khác nhau. Các bạn có đồng ý điều này không ạ? Đồng ý. Có chuyện mà đi học ra 70 quyển tập nó giống nhau được. Ok chưa? Nên là các bạn nghiệm ra điều gì thì bạn cứ ghi vào cái điều đó. Các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng đi tiếp chưa? Sẵn sàng. Tài cào lên, giờ tài cào lên. Năng lượng lên, xoay qua người cạnh chúng tôi đó, sẵn sàng. Sẵn sàng. Các bạn đã sẵn sàng rồi thì mình hỏi các bạn một câu. Mình hỏi các bạn một câu này nè. Với vai trò của một người làm chủ doanh nghiệp, mỗi sáng thức dậy bạn suy nghĩ điều gì? Ok chưa? Bây giờ bắt đầu, các bạn phải trả lời một câu hỏi rất là quan trọng. Các bạn hiện tại ở ngoài đời, các bạn đang làm cái công việc gì? Đủ thảo của ai? Chăm nghe. Rất là tuyệt vời. Bố. Chú mày. Rất là tuyệt vời các bạn ơi. Rất là tuyệt vời. Cô ấy đâu? Cô ấy. Ok. Quá tuyệt vời, giơ tay lên.
1, 2, 3. Cái gì? Thêm một lần nữa. Thú vị, làm nhiệm vụ đi. Giơ tay lên. 1, 2, 3. Cái gì? Chưa vào các bạn ơi, chưa cao lên. 1, 2, 3. Cái gì? Lớp chúng ta mở màn nhanh quá. Lớp chúng ta gọi là ghi bàn kỷ lục luôn á. Ok không ạ? Rất là tuyệt vời, các bạn hãy bắt tay từ lớp đi. Các bạn đã đến lớp này, các bạn đang làm cái công việc gì ở ngoài đời kia thì bạn tạm thời để nó ở nhà luôn, ok chưa? Bạn phải hình dung mình đang là chủ doanh doanh nghiệp, ok chưa? Và bắt đầu từ bây giờ, bắt đầu từ giây phút này, bạn hình dung bạn đang là gì ạ? Là chủ doanh nghiệp. Bạn hiểu chưa? Ai đó hỏi bạn, hỏi bạn tên gì? Bạn đang làm nghề gì? Đúng rồi. Nếu mà bạn nói là tôi đang làm kỹ sư là đuổi nó ra khỏi lớp này. Ok bạn? Ok. Bởi vì chúng ta chỉ có hai ngày. Trong hai ngày này chúng ta hình dung chúng ta sống y như mình là chủ doanh nghiệp. Sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi sau khi ra lớp này có thể mãi mãi bạn chưa bao giờ trở thành chủ doanh nghiệp hết. Nhưng mà bạn rất là tuyệt vời. Bạn có hai ngày tự tin mình là Ok chưa bạn? Trước khi chúng ta làm thực tế, chúng ta phải hình dung và chúng ta phải tự tin chúng ta làm được việc đó ra. Các bạn có sẵn sàng không ạ? Sẵn sàng chưa? Bạn tên gì? Dạ, Tinh Phong. Hiện tại bạn làm gì? Chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời, nói tự tin chứ. Chủ doanh nghiệp. Nói chủ doanh nghiệp là phải nói vô cùng mạnh mẽ và tự tin lên. Bạn tên gì? Dạ, Tinh Phong. Bạn làm gì? Chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời, cho bạn thân 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 thân. Bạn đang làm gì? Chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời. Bạn có gì? Hiện tại bạn là gì? Chủ doanh nghiệp là yếu quá. Chủ doanh nghiệp quá yếu. Hiện tại bạn là gì? Chủ doanh nghiệp. Rồi, các bạn đang làm gì đó? Ok. Hiện tại bạn là gì? Chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời. Các bạn đang làm gì đó? Em tên Quý. Hiện tại bạn làm gì? Chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời, cho bạn Quý trang sang từ lớp. Ok. Bạn tên gì? Bạn làm gì? Em làm chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời, cho bạn Hương trang sang từ lớp. Ok. Vậy thì bây giờ chúng ta có một phút xoay qua những người bạn của mình, hỏi họ là quen họ và hỏi họ làm gì. Họ phải nói là họ là chủ doanh nghiệp. Hàng nào nó đang làm cái tóm là đuổi nó ra khỏi từ lớp. Ok cho bạn ơi. Ok. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Các bạn bắt đầu. Bây giờ chúng ta thảo luận với những người bên cạnh của mình. 1, 2, 3, 4
chúng ta thảo luận với bốn người và chúng ta tự hỏi với nhau rằng vai trò làm chủ doanh nghiệp mỗi sáng thức dậy bạn suy nghĩ điều gì, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta có 3 phút để thảo luận thôi các bạn, bắt đầu. Lên kế hoạch làm nguyên một ngày giống như này là bắt buộc phải có một kế hoạch cụ thể để mà nguyên một ngày mình làm việc chi tiết, khung giờ nào mình phân ra mình làm hết. Ok, vậy thì kế tiếp là cái ngoài cái suy nghĩ là như vậy ra thì còn cái suy nghĩ nào dùng như tập thể dục hay những hoạt động nào như thường ngày về chuỗi cửa hàng. Tháng đầu tiên mình sẽ suy nghĩ là ai công việc là sẽ phải cần có những cái lực lượng nào về đi chậm xong rồi hiện tại bây giờ đó đầu tư vào cái lĩnh vực về sức khỏe thì nó rất là quan trọng. Bất cứ lĩnh vực gì có liên quan tới sức khỏe. Vậy là em đầu tư vào cái mảng sức khỏe. Các quốc tế đầu tư vào về người già và trẻ em. Vậy buổi sáng sớm anh sẽ làm gì? Các bạn cho bạn Quý trao tay từ lớn. Với vai trò của mình là chủ doanh nghiệp, mỗi sáng thức dậy bạn suy nghĩ điều gì? À, theo em là mình nghĩ khi mà mình chuyển thành chủ doanh nghiệp rồi mình phải suy nghĩ coi là hàng tháng mới bước đầu mình phải suy nghĩ cái cách để cho công ty mình nó phát triển, nó tồn tại bền vững. Làm sao đó. Để mình có đủ tiền mình chạy cho nhân viên của mình. Có đủ tiền. Tội nghiệp mấy ông này ghê. Ok các bạn. Tiếp tục. Rồi cách suy nghĩ cái cách là phải mở rộng các cái doanh nghiệp mình lên. Rồi. Còn gì nữa không ạ? Có đủ tiền.
trả cho nhân viên, rồi làm sao để cho nó mở rộng, ok không? Rồi cho bạn nào có tay từ đó các bạn, ok, đúng rồi. Ở ngoài rất là nhiều người họ ra họ kinh doanh như vậy á, các bạn biết mấy ông bán bánh mì không? Mấy ông mở quán phở ra bán không? Biết không? À, ok chưa? Anh mở ra quán phở một thời gian, anh bán được cái quán phở đó, ok chưa? Và anh cứ nghĩ làm sao anh đủ tiền anh trả cho nhân viên, anh thấy anh không đủ tiền, anh đuổi nhân viên hết, cứ mình anh bán phở à? Có không? Rồi suốt ngày anh cứ suy nghĩ làm sao cái quán phở anh mở rộng, làm sao anh mở ra hai xe bánh mì, có không? Và anh suy nghĩ 3 năm đến 5 năm nay rồi mà vẫn cứ còn cái xe bánh mì đó, có không? Có các bạn. Ra vui cho má này ghê luôn á. Mời bạn đến lên chia sẻ đó. Với vai trò là chủ nghiệp thôi. Mời bạn, cho hỏi bạn tên gì ạ? Thầy tên Vinh. À, hiện tại bạn Vinh làm công việc gì ạ? Chủ doanh nghiệp. Rất là tuyệt vời, cho bạn Vinh làm công việc lớn. Với vai trò chủ nghiệp mọi sẽ thức dậy, bạn Vinh suy nghĩ điều gì ạ? Dạ, đối với doanh nghiệp nhỏ của em thì trước tiên á, hàng ngày em sẽ review lại các cái công việc mà nhân viên báo cáo lên. Cái nào cần em trực tiếp em giải quyết thì em sẽ giải quyết. Còn cái nào không giải quyết được em sẽ đưa quên, cái nào mà chỉ cần nhân viên em giải quyết thì em sẽ đẩy công việc xuống cho nhân viên mình giải quyết. Thứ hai thì các chiến lược về marketing em phải có cái định hình và xem nó tiến triển để thúc đẩy việc bán hàng. Thứ ba là hàng tháng em phải biết dòng tiền của em đã về, khi nào về và em thu về bao nhiêu. Thứ tư là chi phí cho trả lương cho nhân viên của em là bao nhiêu tiền. Ok. Còn gì nữa không em? Dạ. Hết rồi. Rồi, ok. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn bên đây rất là mời một chia sẻ của bạn nữ. Có bạn nữ không? À, mời em gái ạ. À. Ok. Cho hỏi em tên gì ạ? Em tên là Thúy. À, bạn Thúy. Hiện tại bạn Thúy làm công việc gì? Rất là tuyệt vời, cho bạn Thúy một tràng pháo tay lớn. Chia sẻ. Buổi sáng khi mà bỏ mắt ra, bỏ trên đường, nằm trên đường thì em chỉ có trong đầu là bỏ mắt ra là làm sao mình có thật nhiều khách hàng càng tốt. Cứ mở mắt ra là có nhiều khách hàng càng tốt. Ok chưa? Mình đã rất là tuyệt vời. Còn gì nữa không bạn bạn Thủy ơi? Nghĩa là cái ông chủ này hiện tại đang thiếu khách hàng. Ok. Tha cho bạn Thủy ra đi lấy đi ông. Mình gặp cũng rất là nhiều bạn đang kinh doanh nói rằng là lúc này khách hàng nhiều quá em đầu tắt mặt tối không kịp luôn. Ok bạn. Ok chưa? Em không muốn nhận khách hàng nữa. Ok các bạn. Bạn ơi. Ok các bạn. Ra kinh doanh không có khách hàng cũng là vấn đề. Mà khách hàng nhiều quá cũng là. Ok chưa? Không có cái này cũng là vấn đề, có cái này cũng là vấn đề. Chỉ tóm lại vấn đề nó là cái gì? Khách hàng. Vấn đề là ta đang có vấn đề. Ok, không có khách hàng cũng không là vấn đề, mà khách hàng nhiều cũng không là vấn đề, mà ta đang có vấn đề. Ok bạn, vấn đề là ta đang có vấn đề. Ok bạn, rất là tuyệt vời. Vừa rồi có ba bạn, ok, chúng ta đại diện và chúng ta chia sẻ. Cái đây là cũng là suy nghĩ trăn trở chung của những người làm kinh doanh. Có các bạn ơi. Có. Cái này là suy nghĩ chung. Ok chưa? Các bạn có sẵn sàng để mình kể câu chuyện nào mà? Sẵn sàng. Các bạn cao lên, cao lên, xoay quanh người bên cạnh điều này. Quá tuyệt vời. Mình gặp rất là nhiều bạn, đặc biệt là thời đại ngày nay rất là nhiều người muốn ra khởi nghiệp. Có không ạ? Có. Và cứ ra khởi nghiệp là anh nghĩ là tiền đâu? Mắc cười đó. Rất là nhiều người họ cứ ra khởi nghiệp cái đầu họ là tiền đâu? Họ bị dính trong cái tiền. Và thế là bắt đầu họ đi mướn tiền, họ đi vay tiền, họ đi chuẩn bị tiền, họ đi tích lũy tiền. Có mà đủ cái trò trong cái chỗ tiền. Họ không tập trung vào một việc rất là quan trọng trong cái gì mà họ tập trung vào cái chữ tiền. Và sau khi có tiền sau đầu nào là họ ra họ mướn cho mình một cái văn phòng. Có các bạn ơi. Có. Ok, và ngày đầu tiên khai trương văn phòng mời bạn bè đồ tới mà con. Có. Họ làm rất là hoành tráng bởi vì lần đầu tiên trong đời được làm giám đốc mà. Ok các bạn ơi. Rất là hoành tráng, ok chưa? Và sau khi bạn bè chúc mừng xong bắt đầu là về hết rồi, văn phòng còn có một mình ảnh á, thì ảnh nghĩ đi nghĩ lại, lời hai ảnh mới chuẩn bị chưa kịp gì hết thì nó đã tới tháng để trả tiền văn phòng rồi. Có mà. Đó. Khách hàng thì chưa kịp có mà tiền trong túi thì lại bắt đầu
phải móc ra trẻ nữa là nó càng hết rồi. Có mà. Có. Nên là anh nghĩ đi, anh bức xúc quá. Anh phải đi tuyển cho mình một đứa nhân viên. Anh nghĩ là phải đi tìm cho mình một đứa nhân viên. Ít nhất là một đứa nhân viên. Ok chưa? Và bắt đầu anh mới đi tuyển dụng, anh tìm, anh phỏng vấn. Mất loay hay, gần cuối tháng mới tuyển được đứa nhân viên. Có không? Có. Mà khách hàng thì chưa có. Mà bây giờ lạ vậy? Tới tháng nữa rồi. Ok chưa? Tiền việc trả văn phòng bây giờ lại thêm cái gì, thêm cái đứa nhân viên nữa. Ok bạn ơi, chi phí ngày càng càng nhiều. Có mà. Có. Ok chưa? Và ảnh bức xúc quá. Ok, tiền sắp hết rồi, bức xúc quá nên là thôi đó, quăng cái văn phòng đó, quăng đứa nhân viên đó, suốt ngày ảnh chạy ngoài đường á. Bắt đầu ảnh đi kiếm tiền. Mình gặp rất là nhiều bạn ra khởi nghiệp, ra làm chủ doanh nghiệp, suốt ngày chạy ngoài đường á. Ok chưa? Mình mới hỏi, ủa bạn chạy đi đâu vậy? Bạn nói là em chạy đi tìm kiếm khách hàng để làm gì, để kiếm tiền, để làm gì, về trả lương cho nhân viên. Hỏi nhân viên nó đâu? Vậy nhân viên nó ngồi ở nhà. Ok bạn ơi, có nhiều bạn ơi, có da tới đây cho tao vỗ vai thú vị cho mấy anh này quá. Ok chưa? À, và một thời gian sau gặp lại anh, hỏi ủa lúc này công việc kinh doanh sao rồi? Nói kết thúc sự nghiệp kinh doanh rồi. À, rất là thú vị. Và có nhiều người như vậy không các bạn ơi? Vô cùng nhiều. Nhiều lắm các bạn. Bạn ơi, ok chưa? Họ có một cái gì đó nó không ổn. Ok không ạ? Và đó là cái bức tranh chung. Ok, vậy bây giờ các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chưa? Sẵn sàng chia sẻ chưa? Sẵn sàng. Cảm ơn cho tất cả các bạn xoay qua người bên cạnh chia sẻ điều này đi. Mình sẽ chia sẻ. Ok chưa? Mình sẽ vẽ cho bạn một cái bàn. Ok chưa? Cái bàn nó muốn chắc chắn thì nó có bốn cái chân. Ok chưa? Vẽ dây để các bạn hình dung. Chân bàn thứ nhất, chân bàn thứ hai, chân bàn thứ ba, chân bàn thứ tư. À, chân bàn đầu tiên là cái chân bàn gì? Ok chưa? Bất kỳ chúng ta làm một cái việc gì thì cái tư duy chúng ta nó phải đi trước. Cái gì đi trước các bạn ơi? Tư duy về cái gì ạ? Tư duy về nhóm chủ, tư duy về cái người chủ, tư duy về nhóm búa. Các bạn dùng cái từ búa chưa? Nhớ. Các bạn có biết từ búa và từ lưng không? Nhớ. Bao nhiêu bạn đã đi học lớp 3.1 của tối rồi, giơ tay lên. Bao nhiêu bạn chưa đi học lớp đó, giơ tay lên. Bao nhiêu bạn chưa học, nghĩa là các bạn chỉ biết từ búa và từ lưng. Ok, các bạn có hình dung để mình ví dụ lại búa và thử không? Các bạn có sẵn sàng để mình giải thử không? Sẵn sàng. Hơn 20 mấy năm trước và cái thời mình đi làm công chung một cái công ty nước ngoài, và mình mới phát hiện ra cứ mỗi sáng mình lên công ty đó là ông chủ ổng ra lệnh cho mình. Ok chưa? À, mình xuống các cái công ty đối tác thì mình cũng thấy các ông chủ của công ty đối tác ổng ra lệnh. Nó bắt đầu lúc đó mình hình dung ra hình ảnh cây búa và cây. Cây lên. À, các ông chủ ra rồi mình thấy mấy ông chủ ổng giống như cây. Búa. Okay. Mà búa thì nó có tiền lên mà nó có. Okay. Búa lớn thì tiền lên nó lớn đó có. Mà búa nhỏ thì nó tiền lên nhỏ đó có. Búa lớn búa nhỏ dù sao cũng lạ. Mà búa thì nó có tiền lên nó. Đinh thì cứ bị búa. Đinh lớn bị búa lớn. Đinh nhỏ bị búa nhỏ. Đinh lớn đinh nhỏ dù sao cũng lạ. Mà đinh thì bị búa. Giang ra búa có gia đình thú vị quá. Và bắt đầu từ đó mình mới tìm cách để mình chuyển sang nhóm búa, bởi vì hồi đó mình đang là nên. À, các bạn hình dung chưa, mình đang là nên. Thì bước đầu tiên để chúng ta ra chúng ta làm chủ doanh nghiệp cho mình thì chúng ta phải có tư duy của nhóm gì các bạn ơi? Búa. Tư duy của nhóm búa. Ok chưa? Ok chưa? Chúng ta phải có. Mà làm cái gì thì bước đầu tiên chúng ta cũng phải có tư duy. Tư duy. Các bạn muốn đi lái xe thì bước đầu tiên các bạn phải đi học, có không? Học thì giúp cho chúng ta có cái tư duy về lĩnh vực đó. Có mà. Có. Thì đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức về lĩnh vực đó. Kiến thức người ta gọi là tư duy. Kiến thức về lĩnh vực đó. Chúng ta phải có kiến thức về lĩnh vực đó. Ok chưa? Cái chữ K đầu tiên là kiến thức, gọi là K1. Ok chưa? Cái chữ K đầu tiên là kiến thức. Ok chưa? Kiến thức này là chúng ta nói là chúng ta có tư duy về lĩnh vực đó. Hay mình nói một cái từ khác là chúng ta phải cài đặt cho ta cái phần mềm này. Ok chưa các bạn ơi? À, chúng ta muốn làm được kế toán thì bước đầu tiên chúng ta phải đi học cái kế toán. Kế toán là quá trình chúng ta cài đặt cái gì vào cái phần mềm kế toán vào. Các bạn có đồng ý điều nào ạ? Ok bạn ơi. Ok. Muốn ra làm kinh doanh thì bước đầu tiên chúng ta cũng phải cài đặt cái gì? Phần mềm giống búa. Mà tại sao các bạn đi làm công? Bởi vì các bạn đã được gì? Cài đặt rồi.
cái chứ cài đặt từ cái đơn xin việc, cài đặt từ cái nghệ thuật đi phỏng vấn, cài đặt nghệ thuật phỏng vấn là sao qua mặt ông chủ có không? Cài đặt rất là kỹ, gian ta là được cài đặt quá kỹ rồi biểu. Ok chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta ra làm chủ thi chúng ta cũng phải được cái cài đặt chúng ta cài đặt làm sao mà chúng ta tuyển được nhân viên, làm sao cho chúng ta để có khách hàng, làm sao chúng ta xếp một công ty, làm sao để nó ra cái nhà được. Ok các bạn đến đầu ý được nào? Đồng ý. Chúng ta cài đặt cái bước đầu tiên là chúng ta phải có tư duy về lĩnh vực đó. Ok, chúng ta đã có tư duy về lĩnh vực đó chưa? Ok, bước thứ hai là chúng ta người làm chủ là phải cực kỳ giỏi về tiền. Ok, bạn muốn ra làm kinh doanh là bạn phải giỏi về tiền. Ok, giỏi phải rất giỏi về tiền, không phải giỏi về chuyên môn mà phải giỏi về tiền. Muốn đi làm công là phải giỏi về chuyên một. Bạn muốn đi làm kế toán thì bạn phải giỏi về kế toán, có không? Có. Ông chủ nào công ty ông thiếu kế toán thì bắt đầu ông muốn tuyển dụng kế toán cho làm, có có. Bạn không biết kế toán thì làm sao bạn đi làm công được, bạn hiểu không? Có hiểu chỗ này không? Muốn làm công là phải giỏi về gì? Chuyên môn. Ok chưa? Nhưng mà muốn làm chủ được thì phải giỏi về tiền. Hình vô chưa? Bởi vì kết bạn của việc trên là tiền, trả lương cũng tiền, mà bán được tiền, bán hàng được cho khách hàng cũng là tiền, mà lập thế cũng là tiền, giao dịch với cơ quan chính phủ cũng là tiền, tóm lại là tiền. Giang tay ra, giang ta muốn làm cái danh phải giỏi về tiền, muốn làm công là phải giỏi về chuyên môn. Khác nhau không? Khác, rất khác. Chúng ta phải giỏi về tiền. Giỏi về tiền nó như thế nào? Thứ nhất chúng ta phải giỏi về năng lực kiếm tiền. Ok chưa? Năng lực kiếm tiền, chúng ta phải giỏi về năng lực kiếm tiền. Chúng ta phải có khả năng kiếm tiền rất là tuyệt vời. Ok chưa bạn ơi? Okay. À, một tháng 10 triệu, rồi một tháng 20 triệu, một tháng 50 triệu, một tháng 100 triệu, một tháng vài trăm triệu, một tháng 1 tỷ. Chúng ta phải có năng lực kiếm tiền vô cùng tuyệt vời. Tuyệt vời. Và cái năng lực kiếm tiền là mình nói là cái năng lực rất là xứng đáng để bạn phát triển trong cái cuộc đời này. Ok chưa? Ok cho bạn ơi. Ok. Lần này nếu mà bạn vướng cái năng lực kiếm tiền là cuộc sống bạn nó khổ ngay. Có à? Có. Ok, chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta sống trên đời này. Bạn hình dung không? Hình dung không? Chúng ta đâu có thời gian sống nhiều. Chúng ta chỉ có 840 tháng đến 960 tháng để chúng ta sống thôi. Các bạn có đồng ý điều này không ạ? Đồng ý. Đồng ý điều này không ạ? Đồng ý. Mình 40 mấy tuổi đời đi đứt hết một nửa rồi. Gần 500 tháng để sống rồi. Ok chưa? Còn khoảng hơn 300 tháng nữa để sống thôi. Ok không? Ok bạn? Okay. Tháng nào mà không có tiền, tháng đó khổ bà cố luôn. Ok không? Ok chưa bạn ơi? Ok. Vậy là bắt buộc tháng nào cũng phải có. Mà muốn có tiền thì chúng ta phải có năng lực kiếm tiền. Giang ta ra. Phải giỏi về năng lực kiếm tiền thôi. Chúng ta có một phút chia sẻ với người bên cạnh. Năng lực kiếm tiền của bạn một tháng hiện bao nhiêu rồi? Ok. Mời các bạn bắt đầu thảo luận đi. Oh.
gian để các bạn luyện cái năng lực chuyên môn có mà. Các bạn quên mất đi luyện cái năng lực kinh tế. Ok bạn ơi. Ok. Trong lớp 3 tiếng đồng hồ mình cứ nói đi nói lại cái chỗ này. Mình nói mình phát hiện ra ở bên ngoài á, ok. Lúc xưa mình phát hiện ra bên ngoài có nhiều người họ rất là giỏi, có mà. Có. Ok bạn ơi. Mà lúc xưa mình phát hiện ra rằng á là những người nào mà họ có tiền nhiều là mình nói là những người đó họ rất là giỏi. Các bạn hiểu ra điều này không? Ok chưa? Lúc xưa mình phát hiện ra cái điều đó. Bởi vì mình thấy đồng tiền nó quá bạn. Mà các bạn thấy đồng tiền nó quan trọng không? 90% liên quan trong cuộc sống ta là nói điều liên quan đến gì à? Sau đó mấy năm là mình mất sạch hết. Mình bán nhà cửa để mình ra nhà trọ mình ở lại. Năm 27, 28 tuổi là mình ra ngoài nhà trọ mình ở lại. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Mình bị lũng cái năng lực, lực lực gì? Bảo vệ những cái thành quả mình đã tạo ra được. Các bạn có hiểu ra điều này không ạ? Ok chưa? Mình tạo ra được thì mình phải có năng lực gì? Bảo vệ đó. Thế như chúng ta đã không có vợ thì thôi. Ok các bạn? Có vợ thì chúng ta phải có năng lực gì? Bảo vệ làm cho gia đình mình nó hạnh phúc. Ok chưa? Ok chưa bạn ơi? Okay. Chứ có vợ ra chứ bị lụng thì sao được? Các bạn chúng ta đều là chưa? Ok chưa bạn ơi? Okay. Là chúng ta phải có năng lực bảo vệ nó. Ok. Không những chúng ta có năng lực bảo vệ mà chúng ta càng phải phát triển thêm cái năng lực đó. Năng lực nữa là chúng ta làm cho nó càng ngày nó càng nhân sinh sôi và phát triển ra. Các bạn có đồng ý điều này chưa? Đồng ý. Mình nói nó như vậy. Trong tay bạn không có đồng nào thì bạn phải biết cách tạo ra một cái quả trứng. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Hình dung chưa? Ok chưa? Rồi chúng ta tạo ra quả trứng thì chúng ta phải có khả năng lực bảo vệ cái quả trứng đó để không nó không có bị bỏ. Ok không? Ok chưa? Còn có quả trứng rồi là ai cho chúng ta quả trứng? Chúng ta tạo ra trứng làm cho nó bể. Đúng không? Cái thằng đó nó rất là dễ hơn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Rồi, ngoài cái việc bảo vệ quả trứng đó rồi thì chúng ta phải làm cho quả trứng đó nó ra con gà. Ok chưa? Và nó làm ra con gà thì nó làm cho con gà này đẻ ra nhiều gì? Nhiều trứng nữa. Các bạn có đồng ý ra điều này chưa? Đồng rồi đấy các bạn ơi. Nghĩa là chúng ta phải có năng lực kìa. Từ không có gì hết chúng ta phải có năng lực để chúng ta có được cái quả trứng này. Các bạn đồng ý ra điều này.
Ok không? Rồi chúng ta phải làm sao đó để bảo vệ được cái quả trứng đó. Các bạn có đồng ý điều nào không? Rồi chúng ta phải làm sao để quả trứng đó nó sinh ra được gì? Con gà và tôi có gà ra được nhiều gì? Nhiều cái trứng nữa, đó là năng lực của chúng ta. Các bạn có sẵn sàng không? Sẵn sàng. Chúng ta có một phút chia sẻ với người cạnh, bạn đã tạo được quả trứng chưa? Ok, bây giờ bắt đầu. Vậy là hai người chúng ta có nhiều trứng chưa?